Tiếp tục mình sẽ sửa câu câu D. Bữa trước mình sẽ đã sửa đến câu D rồi, à, câu C rồi. Hôm nay mình sẽ sửa câu D. Và clip này tôi sẽ nói nhanh hơn một chút xíu, tại vì mình đã quen với những clip trước rồi. Bây giờ thế vẽ B và D trên cùng hệ trục tọa độ khi m bằng 3, nghĩa là thế m bằng 3 vào đường D này. Đó. Nó sẽ ra được cái đường D gồm có y bằng cái gì x đó cộng cái gì đó cộng b đó, thế rồi đường Baron b mình sẽ vẽ được thế m bằng 3 vào đây đấy, chỗ nào có m để 3 vô, được chưa, m này để 3 vô, thế rồi và kết quả nó sẽ ra là 4x trừ 1, 3 trừ 1 bằng 2, 2 2 4 này, 2 3 6, 5 trừ 6 trừ 1. Rồi nó đã ra được đường D rồi. Đây là đường Baron B, đây là đường D. Mình sẽ vẽ hai đường này trên cùng hệ trục tọa độ. Rồi. Tổng này. Xét hàm số y bằng x bình trước bảng giá trị xy. Rồi. Cho x bằng 0 trước nha. Rồi, luôn luôn cho x bằng 0 để vào đây. Rồi, 0 bình đó là 0, 1, 1 bình đó là 1, 2, 2 bình đó là 4. Bên đây 1 thì vế bên đây cho trừ 1, nó phải đối xứng. Thì kết quả cũng là nhiêu thôi, cũng là 1 rồi, giống như dưới đây. Bên đây là 2 thì bên đây là trừ, trừ 2 và kết quả vẫn là mấy nè, là 4. Xong, như vậy mình đã cho tọa độ điểm B xong. Tiếp tục đến đường thẳng D, luôn luôn cho x bằng 0. 4 nhân x là 4 nhân 0, 4 nhân 0 là 0, 0 trừ 1 ra trừ 1. Như vậy tọa độ là 0 với trừ 1. Rồi, cho x bằng 1. Nhân vào 4 x 1 là 4, 4 trừ 1 bằng 3. Vậy y bằng 3. Đó. Tọa độ là 1 3. Rồi. Vẽ. Bây giờ vẽ thôi. 0 0 là tại đây. Rồi. Trên trên trục x lấy số 1, trên trục y lấy số 1, trục x này, lấy số 1, trục y số 1. Vẽ hệ trục tọa độ x o y ghi hệ trục ra. Đó. Trên trục x lấy số 1, trên trục y này nè lấy số 1, rồi nói hai điểm này lại, nó lại sẽ được tọa độ rồi chấm chấm, nói bằng nét đất nha. Rồi trên trục x lấy số 2, trục y lấy số 4, trục x này lấy số 2, trục y lấy số 4, 1 2 3 4. Rồi, nó lại. Lưu ý chia là khoảng cách của các ô này phải bằng nhau hết nha. Rồi, lấy đối xứng cho nó nhanh. Bên đây là 1 thì bên đây là trừ 1. Nó là 1 đối lên 1 thì trừ 1 cũng phải nối lên 1. Hai nối lên 4 thì bên đây là trừ 2, bên đây là 2, bên này là trừ 2, trừ 2 cũng nối lên 4. Sau đó đi nối các điểm này lại sẽ tạo nên Baron B. Như vậy đã xong đường Baron B. Nhớ cái đít này nè phải tròn nha, anh nào mà vẽ cái đít này nhọn đót là nó sai rồi đó. Rồi ghi y bằng x x bình, như vậy là xong đường Baron B. Tiếp tục đến đường thẳng D này, 0 trừ 1, như vậy thì sẽ chấm trừ ngay trừ 1, mà trừ 1 thì nằm trên trục y, cái này là x, cái này là y, chấm ngay trừ 1 trục y này, đây trừ 1 này. Đó. Rồi, trên trục x lấy số 1, trên trục y lấy số 3. Trục x lấy số 1 nè. Trục y lấy số 3 nha. 2, 3. Nói lại.
ngay chỗ này. Sau đó ta sẽ nói hai cái điểm này lại. Mà trước khi nói hai cái điểm này thì mình phải cho cái chỗ này bằng bằng 0, nghĩa là cho 4 x trừ 1 bằng 0. Mình thể dùng cái số tính ha. 4 x trừ 1 bằng 0. Đó, anh nào thích đi giải tay cũng được, đúng không? Giải tay tìm ý thôi, tôi giải bằng máy. Ship số bằng 0,25. Nghĩa là nó sẽ cắt trên x bằng 0,25 này. X bằng 0,25, nghĩa là nó cắt trên trục x tại vị trí 0,25. Cái này trục x này, cái này này, đây rưỡi này. Này. Giữa số 1 là rưỡi là 0,5, nhích xuống chút là 0,25. Nói ba điểm này lại. Rồi. Như vậy đây chính là đường thẳng D cận vẹ. Y bằng 4x trừ 1. Đó, đây là đường thẳng. Ok chưa? Còn lại nha, còn lại câu D. Đó, đầu tiên mình đi thế vào để ra được đường D. Tiếp tục mình đi vẽ. Rồi qua. Vẽ xong rồi. Bài này có hai ý. Ý thứ nhất là vẽ, ý thứ hai là tìm tọa độ giao, giao điểm. Đó, mình cố gắng mình giải cho nó quen. Thì để tìm tọa độ giao điểm thì phải viết phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Bây giờ đây là đường B nè, tôi viết lại nè. Đây là đường D, tôi viết lại y với y bằng, vậy phần x này và phần x này phải bằng. Đó. Sau đó chuyển qua 4 chuyển qua là trừ 4, trừ 1 chuyển qua là cộng 1 bằng 0. Và mấy đứa tự đi giải delta. Clip học giải phương trình delta đã học ở clip trước rồi. Mấy đứa tự giải delta ra được 2 cái x. Đây, ra được x mẫu này. Tọa độ giao điểm là tọa độ giao điểm thì cần phải có x và y. Có x thì mình phải đi tìm y. Được chưa? Có x phải đi tìm y. Như vậy với x1 bằng cái này. Như vậy tìm y1. Cách tìm y1 nhanh nhất là mình đi nhập cái x bình này vô. Mình thích đi nhập cái x bình này vô, hoặc là mình thích nhập 4x trừ 1, cái nào cũng được hết. Clip trước tôi đã nhập x bình rồi. Clip này tôi sẽ nhập 4x trừ 1 nha. Nhập clip trước tôi đã nhập cái thằng Baron B. Thì clip này tôi sẽ nhập cái đường thẳng D nha. 4x trừ 1. Rồi ok ha. Rồi bắt đầu can thôi. Can chỗ này nè. Can 2x cộng 3, can 2, 2 cộng căn 3, căn 3, đóng vào lại nha. Rồi bằng 7 cộng 4 căn 3. Chà. Rồi tương tự can ở này luôn. Rồi mình ghi tọa độ sao ha. Xí ra tọa độ đi. Điểm A đi. X trước y sao? 2 cộng căn 3, y là 7 cộng 4 căn 3. Rồi. 2 trừ căn 3 nè. Bắt đầu mình can tiếp. Hồi nãy mình can là 2 cộng căn 3 đúng không? Bây giờ mình sẽ can 2 trừ căn 3. Can. Rồi, phím can hồi x bằng mấy là 2 trừ căn 3 bằng 7 trừ 4 căn 3. Xí ra P có tọa độ là 2 trừ căn 3 7 trừ 4 căn 3. Rồi, có A có B. Như vậy A có tọa độ là 2 cộng căn 3 và 7 cộng 4 căn 3. B có tọa độ là 2 trừ căn 3 và 7 trừ 4 căn 3 là tọa độ giao điểm của B và D. Có nghĩa là mình ra A và B thì phải kết luận. Nhớ tọa độ giao điểm có x phải đi tìm y. Bây giờ tôi thử trường hợp. Hồi nãy tôi nhập anh này đúng không? Tôi nhập anh 4x trừ 1. Bây giờ tôi sẽ nhập anh x bình và tôi can thử có giống đáp án hay không nha. Nhập x bình. Rồi, nhập x bình. Bắt đầu. Can. Can gì? Can 2 cộng căn 3 nha. Can 2 cộng căn 3 bằng. Nó vẫn ra 7 cộng 4 căn 3 nè. Đó, ghi vô. Rồi, can tiếp. Can anh x2 nè. 2 trừ căn 3. Rồi, đúng rồi. Ra 7 trừ 4 căn 3. Ok ha. Nhớ hai cái đó muốn can cái nào cũng được. Có nghĩa là có x rồi, mình trả vào đường B hoặc là đường D, mình sẽ tìm được y. Có x có y chính là tọa độ giao điểm cần tìm. Ok ha. Rồi câu 2. Biết D luôn góc B.
Bài này người ta đã nói D luôn các B rồi, bài này không cần chứng minh các nhau. Mình không cần phải chứng minh là D các B tại hệ điểm phân biệt, nhưng tôi sẽ dạy mấy đứa cách chứng minh. Giả sử bài này á, có nghĩa là cái trường hợp này á, là D luôn các B rồi. Người ta nói biết D luôn các B tại hệ điểm phân biệt rồi, người ta không có yêu cầu mình chứng minh, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ dạy mấy đứa chứng minh. Như vậy bài này nó sẽ giải hai ý. Mấy đứa thấy nè, D luôn các B là ý thứ nhất là giải rồi cho delta lớn không. Ý thứ hai là theo VS, tại mình thấy x1 bình với x2 bình à. Mấy đứa nhớ công thức không? Clip trước đại học rồi. X1 bình cộng x2 bình bằng gì? Bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 x2. Đó là công thức đã học. Rồi bây giờ mình sẽ viết phương trình đường D này và đường B. Như vậy tôi sẽ viết cái đường B ra. Mấy đứa xem đường B nha. Đây là đường B, đây là đường D. Như vậy thì thằng Y này nó đã bằng rồi. Như vậy phương trình hoành độ vô điểm là cho x bình, nó sẽ bằng nguyên cái cầm này. X bình bằng 2m trừ 1x cộng 5 trừ 2m. Đây. Cho x bình bằng nguyên cái cầm bên kia. Rồi bây giờ mình chuyển qua. Đang là 2 nguyên cái cầm này này. Đó, chuyển qua thì đặt dấu trừ trước nó là trừ 2m trừ 1x cộng 5 chuyển qua thì thành trừ 5, trừ 2m chuyển qua thì thành cộng 2m bằng 0. Rồi bây giờ tôi đi giải delta phải nha. Rồi, xác định nè. A là anh đi thiếu x bình, do đó A là 1. B phải. Mấy đứa biết B không? B là cầm này nè. Đó, B là cầm này. B phải thì đem nguyên cái cầm này chia 2. B là anh đi theo x. Đó, nguyên cầm này đi theo x chính là B. Như vậy B phải sẽ lấy nguyên cái cầm này chia 2, vậy 2 trên 2 dưới mắt, kết quả là trừ M trừ 1, trừ mở ngoặc ra M trừ 1. Đó chính là B phải nha. C chính là thằng còn lại. C là trừ 5 cộng 2M. Tôi đi giải delta phải. A là 1, B là trừ M trừ 1, C là này. Delta phải bằng B phải bình phương trừ AC. B phải chính là nguyên cầm này. Bình phương bỏ vô mặt tất cả bình phương. Trừ A là 1, C là trừ 5 cộng 2M. Đó. Bình phương sẽ làm tan biến dấu trừ, mũ chẵn sẽ làm mất dấu trừ, mũ lẻ thì còn dấu trừ. Ví dụ mũ 3 thì vẫn còn dấu trừ đặt vào đây, đúng không? Mũ 5 thì là mũ lẻ vẫn còn dấu trừ đặt vào đây. Còn mũ chẵn á, thì sẽ tan biến dấu trừ. M trừ 1 tất cả bình. Trừ 1 nhân trừ 5 ra cộng 5. Trừ 1 nhân trừ nhân 2M ra trừ 2M. Khai triển hạng thức này ra. M cộng 1 tất cả bình, A bình là M bình trừ 2 lần luật công thức A là M, B là 1, không cần ghi. Cộng B bình là 1 bình. Đó, mà 1 bình thì cũng bằng 1 thôi. Cộng 5 trừ 2M. M bình trừ 2M với trừ 2M thành trừ 4M, 1 cộng 5 là 6. Đấy. Bây giờ mình sẽ chứng minh delta phải này lớn hơn không nha. Luôn có nghiệm phân biệt đúng không? Luôn cắt nhau tại điểm phân biệt. Như vậy M bình thì mình nghĩ đây có dấu trừ này, thì mình nghĩ chắc chắn nó phải nằm ở hạng thức thứ thứ hai thôi, được chưa? A bình là M bình trừ 2 lần lực công thức A là M, B là mấy để ra 4? B chắc chắn phải là 2, tại vì 2 nhân 2 mới ra 4. Như vậy B là 2 cộng B bình là cộng 2 bình. Đó. Nghĩa là mình vừa cộng với 4 nè, chỗ này bằng với chỗ trên nè, trừ 2 nhân trừ 2 nhân 2 ra trừ 4, M giống đây rồi. Đó. 2 bình nghĩa là mình vừa tự ý cộng với 4 thì phải trừ ra ra 4 cộng 6 viết lại. Thì nguyên cái cầm này chính là hàng đẳng đẳng thức thứ thứ hai. Như vậy M bình lấy M, 2 bình lấy 2, dục cái bình ra cách nhau bởi dấu trừ tại vì hạng thức thứ hai. Trừ 4 cộng 6 bằng 2. Vì bản chất của thằng bình phương đó là M trừ 2 nè là lớn bằng 0. Nhưng mà lại cộng thêm số 2 nữa thì chắc chắn nó phải lớn bằng mấy? Với bên đây cộng 2 thì không này cũng phải cộng 2 là bằng 2. Mà 2 thì lớn hơn 0. Mà cái cầm này chính là delta, delta phải, nghĩa là delta phải luôn lớn hơn 0. Mà khi delta phải luôn lớn hơn 0, phương trình trên luôn có hệ nghiệm phân biệt. Mà khi phương trình trên có hệ nghiệm phân biệt thì nó luôn cắt B tại hệ điểm phân biệt. Xong. Đó cách chứng minh D luôn cắt B tại hệ điểm phân biệt. Yeah. Rồi, theo hệ thức VS ta có x1 cộng 2 bằng trừ B chia A, trừ là của công thức. B chính là cái thằng bên đây. Đây. B chính là cầm này, B chính là trừ 2 M trừ 1. B này.
chia cho a là 1, trừ những trừ thành cộng rồi. Như vậy 2 nhân m là 2m, trừ cho trừ trừ thành cộng rồi. Như vậy 2m trừ 1 chia 1 thì cũng như nó như nhau thôi, cũng vậy thôi. X1 nhớ 2 c chia a, c là trừ 5 cộng 2m, chia cho a là 1 thì kết quả vẫn là trừ 5 cộng 2m. Khi vx xong ta có x1 cộng x2 bằng 6, thì mình sẽ xử lý nè. X1 bình cộng x2 bình bằng gì? Bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 là x1 x2. Mà x1 cộng x2 tất cả bình thì bằng gì? X1 cộng x2 bằng gì? X1 cộng x2 bằng cầm này. Đó, thì để cầm này vô, nhưng mà vì có bình phương. Đó, bình phương lên. Trừ 2 là x1 nhân x2 chính là trừ 5 cộng 2m. Chính là chỗ này. Đó, để trừ 5 cộng 2m bằng 6. Nhá. Hai bình này ra 4. M trừ 1 này cũng phải được bình phương lên. Trừ 2 nhân trừ 5 là ra 10 cộng 10, trừ 2 nhân 2m ra trừ 4m bằng 6. Rồi khai triển hằng thức ra, 4 viết lại. M trừ 1 tất cả bình bằng m bình trừ 2m cộng 1. Khai triển hằng thức nha. Cộng 10 trừ 4m, 6 chuyển qua thành trừ 6 bằng 0. Đó. Bắt đầu mình sẽ nhân phân phối này vô và gom gọn lại. 4 nhân m bình. 4 nhân m bình là 4m bình đúng không? Đây. 4 nhân m bình là 4 nhân m bình là 4m bình trừ 8m, 4 nhân 2m ra 8. 4 nhân trừ 2m ra trừ 8m. 4 nhân 1 là 4. Cộng 10 viết lại, trừ 4 viết lại, trừ 6 viết lại bằng 0. 4m bình viết lại, trừ 8m với trừ 4m là trừ 12m. 4 trừ 6, 4 cộng 10 là 14, 14 trừ 6 bằng 8 bằng 0. Và tôi thấy các số này có thể chia cho 4. Tôi sẽ làm đơn giản nó đi là chia cho 4. 4 chia 4 được 1, 12 chia 4 được 3, 8 chia 4 được 2. Và kết quả như thế này. Và từ đây mình sẽ giải delta để tìm m. Ai thích nhẩm nghiệm thì cứ nhẩm a cộng b cộng c nha. Còn tôi sẽ giải delta. Xác định a bằng 1. Đến chỗ này nè, mấy đứa không thích làm gọn, mấy đứa giải tiếp vẫn được, và giải delta vẫn được. Nhưng mà nó ra kết quả lớn chút xíu ha. Rồi, a bằng 1. A là anh đi theo m bình nè. B là anh theo đi theo m, vậy b là -3 và c là 2. Giải delta, tự giải. Ở trên đây mình đang giải phương trình m thì đây phải là m1, m2 nha. Còn giải phương trình x thì phải là x1, x2 như vậy thôi. Rồi ra được 2 với 1. Và phương trình này luôn luôn có hàng nghiệm phân biệt. Thì ra được m nào thì lấy m đó. Được chưa? Lấy ha. Ra m2 với 1. Đó, thỏa mãn. Rồi m1, m2, m1. Thì gì đây? Tại vì tôi ghi thỏa mãn cầu bài toán cho nó lẹ, chứ mấy đứa nên ghi như thế này ha. Vậy m bằng 2, m bằng 1 thì gì? Thì D luôn cắt B tại hai điểm. Đó. Hai điểm phân biệt. Vậy thôi. Rồi. Xong, vậy mình đã hoàn thành xong. À, tôi giả sử dành cho người không biết chứng minh thì họ sẽ làm như thế nào, đúng không? Không biết chứng minh thì họ sẽ làm như thế nào đây? Chỗ này. Đây là xong bài này đúng không? Nhưng mà tôi sẽ giảng cách thêm một cách nữa. Delta này. Mình không biết chứng minh nó luôn có hàng nghiệm phân biệt sao thì mình nói cái gì? Để D cắt B tại hai điểm phân biệt. À, để này chắc chắn phải chứng minh rồi. Phải chứng minh rồi, không được đâu. Không nên dùng cách mới được. Rồi, tiếp đi. Và câu kế tiếp là câu. Rồi mình coi lại cái bài này ha. Coi lại câu D. Rồi câu D.
câu D đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dạy câu E. Cho đường D và đường Baron B. Bây giờ mình vẽ câu câu E thì gồm có câu 1. Trong câu E thì gồm có câu 1 nhỏ là vẽ B và D trên cùng hệ trục tọa độ. Vẽ B và đường thẳng D này trên cùng hệ trục tọa độ. Được chưa? Thì bây giờ để vậy thì đầu tiên mình sẽ lập bảng giá trị của thằng Baron B. Sau đó mình sẽ cho điểm của thằng D và đi vẽ. Rồi bây giờ cho x nè. Cứ không thôi. Không bình là không, 2 nhân 0 là không. 1. 1 bình là 1, 2 nhân 1 là 2. Rồi 2. 2 bình là 4. X bằng 2 thì đưa vô 2 bình là 4. 2 nhân 4 là 8. Ở đây 1 thì bên đây là trừ 1. Thì 1 ra 2 thì trừ 1 cũng ra 2. Ở đây là 2 thì bên đây là trừ 2. Trừ 2, 2 ra 8 thì trừ 2 cũng ra 8. Rồi cho x nè. Cho x bằng 0. Suy ra y. Đó, cứ luôn luôn cho x bằng 0. Thế vô 2 nhân 0 là 0, 0 cộng 4 bằng 4. Y bằng 4. Nó ngoặc ra tọa độ là 0,4. Rồi x bằng 1 đưa vô đây, 2 nhân 1 là 2, x bằng 1 thì 2 nhân 1 là 2, 2 cộng 4 là 6, 1, 6. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đồ thị nha. Đầu tiên là 0, 0, 0, 0, 1, 2 nha. 0, 0 là tại đây. Trên trục x lấy số 1, trên trục y này lấy số 2. Ở đây là 1, đây là 2. Nói lại nha. Rồi. Bên đây là 1 thì bên đây là trừ 1 lấy luôn nha. 1 lên 2 thì trừ 1 cũng lên 2. Tại vì parabol B thì nó có tính chất đối xứng nhé. Rồi. Tiếp tục coi hai máy nè. Nhớ vẽ trục ghi x u y đàng hoàng vô, ai thiếu là sai thì sai đó nha. Mất điểm đó. Rồi, 1 2 rồi, 2 8 nha. Trên trục x. Trên trục x lấy số 2. Trên trục y lấy số 8, 2 rồi. 3 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, nó lại. Bên đây là 2 thì bên đây là trừ 2. 2 lên 8 thì trừ 2 cũng lên 8. Đi nói các cái điểm này lại sẽ tạo nên parabol B. Nhớ cái đích ngay ô phải tròn nha. Mẹ lật ngược về cho dễ dàng. Sau khi vẽ xong parabol, ghi cái tên đường parabol là y bằng 2x bình. Rồi, tiếp tục vẽ đường thẳng D. Đường thẳng D là gì đây? 0, 4 thì trên trục y chấm số 4. Y này. Chấm số 4, 2 này, 3. Rồi, 0, 4. Tiếp tục 1, 6 trên trục x lấy số 1, trên trục y lấy số 6. Trục x này, trục y lấy số 1, trục y lấy số 6, 4, 5, 6 này. Đi nói hai điểm này 1, 6. Thank you.
Rồi sau đó nối các cái điểm này lại. Nhưng mà trước khi đi nối thì phải cho nó bằng bằng không, hiểu không? Cho cái đường D bằng không, nghĩa là cho 2x cộng 4 bằng không. Bằng không. Zip xô bằng trừ 2. X bằng trừ 2. Nghĩa là trên trục x chấm ngay trừ 2. Trên trục x chấm ngay trừ 2. Rồi. Nghĩa là nó sẽ nói các điểm này là ghi tên đường D vào. Đường D là y bằng gì đây? 2x cộng 4. Đó. Ghi đường D vô. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái đồ thị. Tiếp tục tìm tọa độ giao điểm thì muốn tìm tọa độ giao điểm thì viết phương trình hoành độ giao điểm. Vì thằng y nó đã bằng rồi. Đây tôi viết là cái bar B này. Y bằng 2x bình. Đây là đường D. Y bằng 2x cộng 4. Đó, phương trình tìm tọa độ giao điểm của B và D thì phải viết phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Như vậy y đã bằng. Như vậy phần x này và phần x này phải bằng. Đó, và mấy đứa tự đi giải delta hoặc giải delta phẩy nha. Kết quả cuối cùng nó sẽ ra là 2 và 1. 2 1. 2 1. 2 với trừ 1. Thì có x phải đi tìm tìm y. Rồi có x phải đi tìm y với x x 1 bằng 2 suy ra y 1 thế vào đây nè để tìm y. Vậy là 2 nhân x bình đúng không? X bình vậy là để 2 bình nha. 2 bình là 4, 2 nhân 4 là 8. Như vậy suy ra điểm A có tọa độ là 2 8 x trước y sao. Rồi, điểm B nè. Thế x vào vào đường parabol B nhé, hoặc là thế vào đường D, nhưng mà thường tôi sẽ thế vào đường parabol B. 2 x bình mà x là trừ 1, như vậy là trừ 1 bình. Trừ 1 bình thì bằng 1, 2 nhân 1 là 2. Như vậy suy ra điểm B có tọa độ là 1 2. Xong. Bây giờ mình nhìn vào đồ thị, mình xem thử nhé. Xem thử coi có giống mình hay không. Ví dụ, tọa độ của điểm A là 28, giao điểm là 28. Đây nè. Đây là đường parabol B nè. Đây là đường thẳng nè, nó giao tại 28 nè, trên trục x lấy số 2 trục y lấy số 3 giao tại đây. Đó. -1 2 trên trục x lấy -1 trên trục y lấy 2 giao tại đây nữa nè. Nó cắt cái đường parabol tại đây. Như vậy nè, -1 với 2 nè. -1 2 giống y như sơ đồ mình vẽ luôn, đồ thị mình vẽ luôn. Là ok ha. Ở đây là đồ thị. Rồi vẽ hình ra. Ok ha. Rồi. Vậy thôi. Vậy A có tọa độ là 28. B có tọa độ là -1 2. Là giao điểm của B và D. Như vậy mình đã xong phần vẽ đồ thị và tìm tọa độ giao điểm. Tiếp tục viết phương trình D phẩy, lại viết phương trình đường D nữa. Viết D phẩy song song với D, nghĩa là đầu tiên mình phải giải quyết cái vấn đề song song này trước. Rồi khi giải quyết song song rồi mình mới giải quyết cái vụ đi qua nè, được chưa? Vì D phẩy song song D nên ta có, vì D phẩy song song D nên ta có A bằng A phẩy. A là của cái thằng D phẩy nè. A phẩy là của đường thẳng D. Rồi tôi viết đường thẳng D ra. Đường thẳng D là gì đây? Đường thẳng D của cái đề cho đó là y bằng 2x cộng 4. Này, đường thẳng D của đề cho là y bằng 2x cộng 4. Vì D phẩy song song D. Vì D phẩy song song D nên ta có song song thì A bằng B khác, nghĩa là A bằng A phẩy và B khác B phẩy. Như vậy A bằng mấy? A bằng A phẩy là anh đi theo x này. A nè.
bằng a phẩy là anh đi thế này, do đó a bằng 2. B khác b phẩy là b khác b phẩy là số 4 này, vậy b cộng 4. Như vậy thì mình sẽ suy ra phương trình d phẩy mình có dạng là gì? Y bằng a này, a bằng 2 này, để 2 vô, vậy 2x cộng gì? Cộng b, và điều kiện b phải khác 4. Đó, tiếp tục mình đã giải quyết cái vấn đề song song rồi. Bây giờ tiếp tục d phẩy lại qua n, thì mình đã nói là vì d phẩy bằng 2x cộng b qua n. Đó, vì d phẩy bằng 2x cộng b qua n, thì nó qua n thì cầm tọa độ điểm m thế vào thôi. Như vậy thế x bằng 2, y bằng 3 vào b. Đó, thế vào ngay y thì để 3, ngay x thì để 2, mấy đứa tự tìm sẽ được b là bằng trừ 1. Đó, thế vào sẽ được b bằng trừ 1. Khi có được b rồi, mình trả về đây, mình sẽ được đường d, vậy y bằng 2x trừ 1 đưa vô, vậy 2x trừ 1, b bằng trừ 1 mà. Vậy phương trình đều phải là y bằng 2x trừ 1, kết thúc bài học. Được chưa? Rồi, câu F. Cho đường Baron B và đường thẳng D, tiếp tục mình lại đi vẽ. Thì thế m vào đường khi m bằng 5, do đó thế m bằng 5 vào đường D. Đó. Đó. Như vậy ngay m thì để số 5 thôi. Bắt đầu mình đi vẽ nè. Luôn cho x bằng 0. Rồi, để vô 0 bình là 0. 1. 1 đi vô. 1 bình là 1. 2 đi vô. 2 vô. Cho x bằng 2 nha. 2 bình là 4. Muốn cho nhiều cho ha. À. Ở bên đây số 2 thì bên đây phải trừ 2. Bên đây là lấy đối xứng nha. Bên đây 1 thì bên đây là trừ trừ 1, vậy trừ 1 cũng bằng 1. 1 bằng 1 thì trừ 1 cũng phải bằng 1. 2 thì bên đây là trừ 2. 2 thì bằng 4, vậy trừ 2 này cũng phải bằng 4. Nghĩa là khi thế vào đây nè, nó sẽ ra bằng 4. Rồi, khi mình đã tìm bảng giá trị của Baron B rồi, tiếp tục mình sẽ tìm các điểm của đường thẳng D. Mình sẽ tìm 2 điểm của đường thẳng D. Thì mình sẽ vẽ được cái đồ thị. Tại vì đường thẳng nó sẽ qua 2 điểm. Tiếp tục là mình có gì? 6x trừ 5. 6 trừ 5. Rồi, cho x bằng 0 này. Thế vô 6 nhân 0 là 0. 0 trừ 5. Y bằng trừ 5. Như vậy tọa độ là 0 với trừ 5. Tiếp tục. Y bằng 1. À, cứ cho 0 1 cho tôi. 6 nhân 1 là 6. 6 trừ 5 bằng 1. Vậy tọa độ là 1 1. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đồ thị. Khi vẽ trục ra rồi thì mình sẽ để x o y. Để hệ trục tọa độ x o y vào. Bắt đầu mình sẽ vẽ đường Baron B trước. 0011. 00 là tại đây. Đó, 11 là trên trục x lấy số 1. Đó, trên trục y này cũng phải lấy số 1. Đây. Rồi, nối hai điểm này lại. Thì bên đây 1 thì bên đây là trừ 1. Khỏi cần xem đề cũng biết luôn. Xem bài bảng cũng biết luôn. Bên đây là 1 thì 1. Ở đây trừ 1 cũng phải lên 1 nha. Nó đối xứng mà. Rồi. Tiếp tục 2. Có đề có phải 2 không? 2, 4 nha. 2, 4. 2, 4. Trên trục x lấy số 2. Trên trục y lấy số 4. 1 rồi. 2, 3. Rồi, nói hai điểm này lại. Hai vô. Bên đây là 2 thì bên đây là trừ 2. 2 lên 4 thì trừ 2 cũng phải lên 4. Nhớ chỉ có hàm parabol mình được quyền lấy đối xứng như vậy nha. Các cái hàm khác không có giống đâu ha. Đường thẳng khác không giống. Đường thẳng khác thì mình phải xem tọa độ mình mới dễ được. Còn đối với đường Baron B, mình chỉ cần xem một bên là mình biết cái bên kia là cái gì rồi. Tại vì nó đối xứng. Rồi bắt đầu mình sẽ đi nói các cái điểm này lại sẽ tạo nên Baron B. Và lưu ý cái đích này mình phải vẽ cho nó tròn lên.
xong rồi y bằng xong đường baron b tiếp tục đến đường thẳng d 0 trừ 5 nghĩa là mình sẽ chấm ngay trừ 5 mà số 0 đừng quan tâm, chấm ngay trừ 5 mà trừ 5 nằm trên trục y, trục y nè, trừ 5 0 trừ 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4 trừ 5 trừ 5 nhớ chấm cái chấm nhỏ thôi ha, còn tôi giảng tôi viết chấm bự cho mấy đứa dễ nhìn. 0 trừ 5 1 1 trên trục x lấy số 1 trên trục y lấy số 1 như vậy là ngay chỗ này luôn đó. Mình sẽ nói hai cái điểm này lại, mà trước khi nói thì phải cho chỗ này bằng bằng 0, cho 6x trừ 5 bằng 0. Rồi, zip so bằng 0,33 0,83 0,83 nhé. Ở đây nè. Giữa này 0,5 nè. Thì mình cứ xích lên chút xíu đi. Được chưa? Nói lại thôi. 0,8 mấy là chia được 1 nhé. Mình nhắm khoảng rồi đây. Ok. Đây. Đây chính là đường thẳng y bằng 6x trừ 5. Xong. Vẽ đồ thị xong lập tức ghi tên đường thẳng vào nhé. Vẽ parabol xong lập tức ghi tên đường parabol vào. Không là sai đó. Rồi xong. Như vậy mình đã vẽ xong đồ thị. Tiếp tục bước thứ hai mình sẽ tìm gì? Tọa độ giao điểm. Tại vì đề kêu mà, đúng không? Để có kiếm tìm tọa độ giao điểm hay không? Tìm tọa độ giao điểm của B và D. Như vậy thì để tìm tọa độ giao điểm thì mình sẽ viết gì? Phương trình. Bước thứ hai nha, tìm tọa độ giao điểm thì mình sẽ viết phương trình hoàn hảo giao điểm. Ở đây thì không viết rồi. Rồi, tìm tọa độ giao điểm. Tiếp tục là sẽ gì? Phương trình hoàn độ giao điểm của B và D là như vậy. Mình sẽ cho thằng vì y với y bằng nên mình sẽ cho phần x bằng lại, nghĩa là mình sẽ cho thằng x bình này sẽ bằng 6x trừ 5 y bình. Rồi tương đương y bình 6x chuyển qua là trừ 6x trừ 5 chuyển qua là cộng 5 bằng 0. Mấy đứa tự tìm nha, nó sẽ ra được x1. Tôi sẽ giải nha, tôi sẽ giải nhanh ra được cái x1 với cái x2 nha. X1 bằng x2 bằng, ở đây mình thể sử dụng a cộng b cộng c nha. Thì tôi bấm máy ra đi, hoặc là nhẩm thì nó sẽ ra là a cộng b cộng c thì ra là 1 với lại 5 đó. Rồi bấm máy thử nha, mấy đứa phải đi giải delta đàng hoàng nha. Rồi tôi giải cho mấy đứa xem nè. Món 53. Rồi nhập vô gì? 1 bằng trừ 6 bằng 5 bằng 1 bằng trừ 6 bằng 5 bằng. Rồi ra 5 với 1. 1 5 với 1 hay là 1 5 gì cũng vậy thôi. Rồi có x thì đi tìm. Tìm y ha, với x1 bằng 1 chia ra y1 bằng. Thì để tìm y thì mình có hai cái thế. Thế vào đường parabol B này. Mình thể thế vào đường parabol B hoặc là thế vào đường thẳng thẳng D. Này thế vào đường parabol B nè. Đó, hoặc là đường thẳng D. Mình thế vào đường parabol B ha, x bình. Như vậy là ở đây là một gì? Một bình. Một. Suy ra a có tọa độ là x trước y sau 1 1. Với x2 bằng 5. Suy ra y2 sẽ lấy 5 bình. Đó. Thì sẽ bằng 25. Suy ra điểm B sẽ có tọa độ là 5 với lại 25. Ok. Được chưa? Như vậy vậy. Cái là vậy a có tọa độ là 1 1. B có tọa độ là 5 25. Là tọa độ giao điểm của B và D. Đây kết thúc. Kết thúc phần tọa độ giao điểm nha. Ở đây mấy đứa phải giải delta để tìm x1, x2 giải cho nó quen nha. Rồi có x1 đi tìm y1 ra được tọa độ của điểm A. Có x2 tìm y2 tìm tọa độ điểm B. Như vậy có A của B là tọa độ giao điểm của B và D. Vừa tìm. Như vậy là hoàn thành rồi tốt. Tiếp tục câu 2.
Câu 2 thì nó kêu mình tìm M để phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Thì để tìm M nghĩa là M mình chưa có, mình không được quyền thế M bằng -5 như hồi nãy. Nghĩa là bài toán này nó trở thành bài toán thuần túy của cái đề. Thuần túy là sao? Là đề như thế nào làm y chang như vậy. Như vậy nó kêu tìm M để D và B cách nhau tại hai điểm phân biệt. Thì khi mà mình nói nghe nó nói cách nhau tại hai điểm phân biệt thì chắc chắn phải viết phương trình hoàn đậu dựa điểm. Thì bây giờ mình sẽ cho cái chỗ này và cái chỗ này bằng nhau, nghĩa là cho x bằng bằng 6x trừ m. Phương trình hoàn đậu dựa điểm của B và D là x bằng bằng 6x trừ m. 6x chuyển qua là trừ x, trừ m chuyển qua là cộng m bằng 0. Giải lên ta phải x anh đi thế x bằng là 1, 1 bằng anh đi theo x bằng là 1, anh đi theo x là anh đi theo x bằng là a đó, a là 1. B á, là trừ 6, nhưng mà b phải thì lấy b chia 2, lấy trừ 6 chia 2 ra trừ 3. C á, là m, nên ta phải bằng b phải bình trừ ac thì trừ 3 bình là 9, trừ 1 nhờ 9m. Đó, để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phải này phải lớn hơn hơn không nè, nó kêu có hai nghiệm phân biệt đó, thì delta phải lớn không, mà delta phải chính là 9 trừ m, do đó ta cho 9 trừ m lớn không. Như vậy trừ m với lại 9 chuyển qua là trừ 9, vậy trừ m lớn hơn trừ 9 thì đổi chiều, như vậy m bé hơn 9. Rồi. Tiếp tục mình thấy cái chỗ này là phải sử dụng vi vi s. Theo hệ thức vi s ta có x1 cộng 2 bằng trừ b chia a, trừ là của công thức, b mình là mấy nè, b mình là trừ trừ 6 chưa, đây giờ trừ 6 chia a là 1 ra 6, x1 nhân 2 bằng c chia a, c là m nè, c là m, a là 1 ra này, từ 1 và 2 ta có giải cái này. Bây giờ đặt cái này là 1, cái này là 2. Bây giờ mình sẽ viết cái đề vào, cái đề nó kêu là tính gì, x1 bình trừ 2 bình bằng 12 nha. Như vậy x1 bình trừ 2 bình bằng 12 thì ta có nè, x1 trừ 2 nhân x1 a bình trừ b bình đó, a trừ b, a cộng b bằng 12, x1 trừ 2 bằng nhân cái tổng này chính là mấy nè, là 6, để 6 vô bằng 12. Như vậy x1 trừ 2 lấy 12 chia 6 bằng 2, đây là điều thứ ba. Như vậy mình sẽ kết hợp điều thứ ba và điều thứ nhất, điều thứ nhất và điều thứ ba, mình đi giải cái hệ này ra đó, mấy đứa tự giải cái hệ này đó, sẽ tìm được x1 x2, có x1 có x2, mấy đứa trả vào điều thứ hai này sẽ tìm được m, thế x1 x2 vào 2 ta được đó, 4 x 2 bằng m, vậy tương đương m bằng 8. Như vậy m bằng 8 thỏa mãn yêu cầu bài toán, là kết thúc bài toán. Thank you.